Khánh Duy xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 92 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, chỉ thấy một tiếng nổ vang lên, Diệp Húc cầm trong tay một tòa cửa lớn, hung hăng chụp xuống Đàm Phượng Sơn. Tay hắn nâng lên, tòa cửa lớn này không ngừng hướng tới Đàm Phượng Sơn mà chụp đi, hung tận lên tiếng nói. Cổ Phật thì thế nào chứ? Cấm bảo thì thế nào? Hôm nay, ta chụp chết ngươi, chụp chết ngươi, chụp chết ngươi này, chụp chết ngươi này. Thanh âm vang lên không dứt, Đàm Phượng Sơn vô cấu kim thân, gần như bị tòa cửa lớn này chụp cho vỡ nát. Thái tử Sơ và Thái tử Hỷ nhìn chằm chằm vào tòa cửa lớn này, ánh mắt lập tức thẳng ra, ngây dại, thất thanh nói. Nam Thiên Môn. Trong tay Diệp Húc chính là Nam Thiên Môn chân chính, kho báu của Tây Hoàng trong truyền thuyết. Bên trong nó cất chứa của cải suốt cả của một cuộc đời của Tây Hoàng. Số của cải này của Tây Hoàng tuyệt đối tương đương với ma đạo đại phái như Hoàng Tuyển Ma Tông cất chứa. Lúc trước ở trong cổ Quân Luân Thánh Địa, hơn 10 người chính ma yêu ba đạo đều tự mình triệu tập ra ảnh cấm bảo oanh mở Nam Thiên Môn, tính toán để cho đệ tử vào trong này lấy bảo vật, sau đó là một hồi biến cố, vu bảo bên trong Nam Thiên Môn bạo động, tòa cửa lớn này biến mất vào trong hư không. Rất nhiều thánh địa tìm kiếm xung quanh, thế nhưng thủy chung vẫn không tìm được tòa cửa lớn này. Thậm chí tới nay còn có không ít đại vua tam thần cảnh vẫn đi xung quanh cổ Côn Luân thánh địa tìm kiếm tin tức, cũng thủy chung không hề phát hiện ra tin tức của tòa cửa lớn này. Thái tử Sơ, Thái tử Hỷ, hai người tuyệt đối không thể ngờ được rằng tòa cửa chính này lại ở trong tay của Diệp Húc. Bọn họ không lường được, Đàm Phượng Sơn tất nhiên cũng không thể lường trước được chuyện này. Hắn bị Diệp Húc cầm cửa chính đánh cho vài cái, ngay cả ảnh viễn cổ đại Phật cấm bảo cũng bị đánh gãy, một cánh cửa đập hắn nằm dạp xuống mặt đất. Nam Thiên Môn cực kỳ nặng, phiến cửa lớn này không chỉ là kho báu của Tây Hoàng, đồng thời cũng là một kiện bất diệt chi bảo cực đoan lợi hại, hơn nữa là cực phẩm bên trong bất diệt chi bảo, uy lực thậm chí tiếp cận cấm bảo. Lực lượng của bất diệt chi bảo dũng mãnh ra sao đây? Trong bàn Hoàng Lăng có nhiều đại thần đại thương trong tay cầm bất diệt chi bảo. Một tấm lệnh bài này tản mát ra uy năng liền dễ dàng có thể đánh chết Dư Nhân Kiệt, mà Dư Nhân Kiệt thực lực cũng không hề kém hơn đám người Diệp Húc, Đàm Phượng Sơn chút nào. Hắn cũng có tam tướng chi bảo trong tay, nhưng vẫn bị một kích đánh chết, có thể thấy được uy lực của bất diệt chi bảo là như thế nào. Nhưng những lệnh bài này so sánh với Nam Thiên Môn không nổi, tuy rằng là vua bảo cùng cấp bậc nhưng uy năng kém quá lớn. Tòa Nam Thiên Môn này được xưng là có thể phong ấn chư thiên, cửa chính đóng lại cần hơn 10 vị đại vua triệu tập ra ảnh cấm bảo mới có thể mở ra được một khe của cửa chính. Thậm chí khi vua bảo bạo động, ngay cả 10 kiện ảo ảnh cấm bảo cũng không khống chế được Nam Thiên Môn, mãi tới khi nó khép lại mới thoát không mà bay đi. Cho dù Diệp Húc không thể phát huy được năng lực phong ấn chư thiên của Nam Thiên Môn, nhưng tòa cửa lớn này Đàm Phượng Sơn cũng không có khả năng mà chống lại được. Hắn bị Diệp Húc cầm hai tay đập cho gần như bẹp dí, huyết dịch như nước chảy xuống đất, căn bản là không có sức để phản kháng. Trong cơ thể Đàm Phượng Sơn truyền tới tiếng quỷ nghiêu phẫn nộ gầm rú. Chỉ thấy đầu quỷ nghiêu này từ trong cơ thể hắn hiện ra, một cái sừng lớn đột nhiên hướng tới Nam Thiên Môn mà đánh tới, tính toán liều chết một kích chặn đứng lại Nam Thiên Môn để cho Đàm Phượng Sơn có cơ hội mà thoát thân ra. Rầm rầm. Nam Thiên Môn gần như không phải gặp chút lực cản nào, đập vụn đầu quỷ nghiêu này tiếp tục hung hăng nện lên trên người của Đàm Phượng Sơn. Diệp Húc giống như đánh một con ruồi bọ vậy, chụp liên tiếp mấy lần làm cho vô cấu kim thân của Đàm Phượng Sơn rách tung tóe, nguyên thần cũng bị đánh nát. Nam Thiên Môn tuyệt đối là một kiện vu bảo thể hình lớn, chiếm diện tích cực lớn, cửa cao nghìn trượng,
chiều rộng tới mấy trăm trượng. Nếu là từ trước, Diệp Phúc căn bản không dám sử dụng ở nơi nguy hiểm như bàn hoàng mộ này. Mà vừa rồi hắn cùng Đàm Vượng Sơn tranh đấu, một kích phát ra tất cả cấm chế, khiến hắn thấy rõ chỗ nào có cấm chế, chỗ nào không có. Bởi vậy mới dám lấy ra cái cửa lớn này, trực tiếp đè chết Đàm Vượng Sơn. Thái tử Hỷ, ngươi còn tính toán bỏ đi hay sao? Thái tử Sơn nhìn chằm chằm vào Nam Thiên Môn, giống như một con sẻ lang phát hiện ra con mồi, hô hấp có chút dồn dập, khàn khàn lên tiếng nói. Thái tử Hỷ thanh âm cũng có chút khàn khàn, trong lòng tham niệm mãnh liệt. Phía sau đột nhiên xuất hiện một quan tài màu đen, thanh đăng dừng ở phía trên quan tài, ngọn đèn từ từ sáng lên. Hắn cười dài nói, nếu như Nam Thiên Môn xuất hiện, Lý Mỗ làm sao có thể rời đi được đây? Bản hoàng lăng của cái tuy rằng phong phú hơn Nam Thiên Môn rất nhiều lần, thế nhưng dù sao nguy hiểm cũng lớn gấp trăm lần, mà Nam Thiên Môn lại không nguy hiểm như vậy. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc cũng lấy hết tất cả quân bài chưa lật của mình ra. Quan tài màu đen và thanh đăng này mới là linh cữu thanh đăng đầy đủ. Bất diệt chi bảo là bất diệt chi bảo từ Nam Thiên Môn trốn ra, bị Thái tử Hỷ cùng nhiều cao thủ tam thần cảnh của đại đường nhất tề ra tay hàng phục. Thái tử Hỷ được kiện bất diệt chi bảo này vẫn không dám đi ra ngoài gặp người, e sợ bị người tâm sinh tham niệm cướp đi. Trong đó, uy năng của quan tài màu đen hợp với thanh đăng phía trên, hai cái hợp là một, uy năng kinh người. Linh cữu thanh đăng chỉ là một trong những kiện vũ bảo hùng mạnh nhất ở trong Nam Thiên Môn. Có thể thấy được kho báu của Tiêu Hoàng quả thực là một con số thiên văn. Bởi vậy hắn mới không tính toán mà rời đi, tính toán ở lại diệt sát Diệp Húc, cướp đi Nam Thiên Môn này. Không sai, chỉ cần giết một người, giết một người mà thôi, liền có thể lấy được Nam Thiên Môn, kho báu Tây Hoàng có thể lấy được toàn bộ. Chuyện tốt bậc này đi nơi nào mà tìm được đây? Thái tử Sơ cười to, tiếng cười như một con sẻ lang. Hắn nói, hai người chống lại khí tức bàn hoàng, nhất thể hướng tới Diệp Phúc mà đi. Quan tài màu đen phía sau Thái tử Hỷ mở ra một khe hở, lập tức một cô khí tức kinh khủng truyền ra, đẩy lùi khí tức của bàn hoàng. Tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng, thẳng tới phía sau Diệp Phúc, cười dài mà nói, Đàm huynh chớ có hoảng, ta tới cứu ngươi đấy. Khoan! Diệp Phúc đột nhiên thu hồi Nam Thiên Môn, cười ha hả. Ngọc thụ hiện ra phía sau lưng, vô số rễ cây bay múa, thổi phù một tiếng, nhất thể bắn vào trong mi tâm của Đàm Phượng Sơn. Sau đó vô số xúc tu phát lực kéo một gốc cây đại thụ từ trong tử phủ của hắn đi ra. Diệp lão ma, ngươi không có khả năng lấy được bất luận bảo vật nào, đừng mơ tưởng lấy được bất luận tâm pháp gì của tiểu quang minh thánh địa từ trên người của ta kìa. Thân hình của Đàm Phượng Sơn đã rách tung tóe rồi, vô cùng thê thảm, bộ mặt dữ tợn, cười to mà nói, Huyền Thiên Bảo Tháp vỡ cho ta. Đan điền của hắn đột nhiên truyền tới tiếng nổ kịch liệt, ầm ầm một tiếng, hắn liều chết chấn vỡ Huyền Thiên Thanh Ngọc Tháp 8 tầng của mình, làm cho tất cả bảo tháp chấn vỡ hết thảy. Hắn tự biết mình tuyệt đối không có may mắn thoát chết được từ trong tay của Diệp Húc, bởi vậy hắn mới tính toán không cho bất kỳ một sơ hở nào để Diệp Húc chiếm được cả. Hắn chấn vỡ bảo tháp của mình, đoạn tuyệt sức sống, khiến cho Diệp Húc căn bản không có biện pháp cướp đoạt của cải của hắn cất giữ bên trong ngọc lâu. Ma đầu, người vĩnh viễn không có khả năng lấy được cửu chuyển nguyên công và công đức kim luân đầy đủ đâu. Tiếng cười của hắn càng ngày càng nhỏ, sức sống trong đôi mắt nhanh chóng xoáy mòn, mất đi thần thái. Không có khả năng sao, Đàm Phượng Sơn, thế gian này ta muốn thua cái gì không chiếm được kìa. Diệp Phúc đột nhiên khai mở một bàn tay to, lập tức truyền tới tiếng quỷ khóc ma âm cực kỳ quỷ dị, hung hăng chụp thẳng tới mi tâm của Đàm Phượng Sơn. Diệp Phúc cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi phá hủy bảo tháp của mình, ta liền không chiếm được cửu chuyển nguyên công và công đức kim luân bảo diệu quyết kia sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt kìa. Siêu hồn tắc phách đại pháp. Bàn tay to của hắn nắm lấy tử phủ của Đàm Phượng Sơn, cứng rắn rút ra trí nhớ của Đàm Phượng Sơn. Chỉ thấy hồn phách của Đàm Phượng Sơn bị hắn kéo ra khỏi tử phủ, không khỏi lộ ra vẻ thất kinh. Diệp Phúc tâm niệm hơi động, mở tử phủ của mình ra, đưa hết thảy trí nhớ, hồn phách của Đàm Vượng Sơn vào trong tử phủ của mình. Bên tai hắn lập tức chuyển tới từng tiếng chấn động như tiếng sấm. Siêu hồn tắc phách đại pháp đưa trí nhớ của Đàm Vượng Sơn nhốt vào trong đầu của hắn. Một đoạn trí nhớ thuộc về Đàm Vượng Sơn hiển hiện bên trong trí nhớ của hắn, cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Diệp Phúc dùng siêu hồn tắc phách lấy đoạn ngắn về cửu chuyển nguyên công và công đức kim luân diệu bảo quyết trong trí nhớ của Đàm Vượng Sơn. Về phần những trí nhớ khác của Đàm Phượng Sơn, hắn trực tiếp dùng Thái Dương Chân Hỏa luyện hóa, đốt cháy sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại.
Trí nhớ chứa đựng bên trong đầu của người khác rất nhiều sẽ khiến cho ý niệm trong đầu mình không còn tinh khiết. Loại sai lầm này Diệp Phúc tự nhiên không cho phép xảy ra. Hay, hay, Thủy Hoàng Đế truyền thụ cho ta siêu hồn tắc phách đại pháp quả nhiên là dũng mãnh mà. Có thể nói là ma đạo trong ma đạo. Thật không ngờ có thể cướp đoạt hết thẻ trí nhớ của đối phương. Diệp Phúc cực kỳ hài lòng, đồng thời lại có chút tiếc nuối. Trong trí nhớ của Đàm Phượng Sơn, kiểu chuyển nguyên công chỉ có cuốn thứ 5 và thứ 6, có thể luyện tới tam dương, tam thần, thành tựu thuần dương và bất phôi kim thân. Và nguyên thần vô cấu kim thân, về phần 3 cuốn tâm pháp cuối thì không có gì cả. Hẳn là Đàm Phượng Sơn cũng chưa có tu luyện tới tam tướng cảnh, bởi vậy không có được Tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền thụ phần sau của tâm pháp. Tuy nhiên, có được 2 cuốn tâm pháp này, Diệp Phúc đã rất vừa lòng. Nếu hắn tu luyện tới tam thần cảnh, thân thể của hắn có thể trực tiếp chống lại được tam tướng chi bảo. Mấu chốt hơn chính là trong trí nhớ của Đàm Phượng Sơn không ngờ có được công đức kim luân bảo diệu quyết đầy đủ. Điều này làm cho Diệp Húc rất là mừng rỡ. Hắn ở trong thạch cổ thư viện của Hoàng Tuyển Ma Tông lấy được công đức kim luân bảo diệu quyết chỉ có 4 tầng tâm pháp, chỉ có thể tu luyện tới trình độ nghiệp hòa kim luân. Mà hiện giờ hắn lại có thể luyện thành đầy đủ 8 tầng kim luân, đạt tới tầng thứ cao nhất của công đức kim luân. Đột nhiên Diệp Húc cảm giác được công đức kim luân phía sau lưng của mình hơi lay động. Một cỗ nghiệp lực ác quả tự động bị công đức kim luân luyện vào quyết chóc ra. Cỗ nghiệp lực ác quả này cực kỳ khủng bố, dường như Diệp Phúc đã chém giết hơn 10 vạn người vậy. Chỉ nghe thấy ong một tiếng vang nhỏ, lại có một đạo kim luân dựng thẳng lên sau đầu của hắn. Thiên bảo kim luân không ngờ hình thành ở thời điểm này. Muốn tu luyện thành thiên bảo kim luân cần nghiệp lực ác quả nhiều đếm không xuể. Diệp Phúc mặc dù tích ác rất nhiều, được gọi là đại ma đầu tội ác đầy mình, cũng không có tu thành thiên bảo kim luân. Tuy nhiên, Đàm Phượng Sơn chết trong tay của hắn liền khiến cho hắn có được, đạt được nghiệp lực ác quả nhiều không thể tưởng tượng. Rốt cuộc cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành, thiên bảo kim luân. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng bước vào tầng thứ 4, thành tựu nghiệp hỏa kim luân. Hắn có thể cảm giác được chính mình lúc này mà thi triển chư thiên thần vương công đức cấn. Uy lực tăng cường rất lớn, so với trước kia còn mạnh hơn gấp đôi. Diệp Phúc hơi suy tư, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đàm Phượng Sơn đã tu thành thiện quả, lấy được thiên bảo kim luân, làm việc thiện vô số. Hắn chết ở trong tay của mình, giết một mình hắn tương đương với giết nghìn nghìn vạn vạn người, chính là báo ứng. Xử lý Đàm Phượng Sơn, Diệp Phúc tương đương với làm không biết bao nhiêu việc ác. Đối với vô sĩ mà nói, làm việc thiện ác đều chỉ là một ý niệm. Ví dụ như thiên hạ có đại hạn, vô sĩ thi triển ra vô pháp mưa xuống ngàn dặm, đó là thiện công cực lớn. Hay như Khổng Chiêu Yêu Thánh tàn sát hàng loạt dân trong thành một ngụm mà nuốt hơn 10 vạn người, đó là ác quả cực lớn. Diệp Phúc từ trước tới nay làm việc chú ý thị phi nhân quả, tàn sát hàng loạt dân trong thành, cái loại chuyện này hắn tuyệt đối không làm. Hắn có nguyên tắc của mình, tuy nhiên hiện giờ lại tìm được một con đường tắt để tu thành công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Xử lý vài người như Đàm Phượng Sơn, công đức kim luân của ta sẽ tiến nhanh chóng. Vù, Thái Tử Hỉ rút cuộc cũng tới, tế khởi quan tài đen quét thẳng tới Diệp Phúc, điềm nhiên mà nói: Diệp thiếu bảo, ta phải báo thù cho Đàm huynh. Quan tài màu đen này hở ra một khe hở bằng nắm tay, khí tức vô cùng khủng bố tràn ngập ở khắp nơi. Diệp Phúc lập tức dùng mình một cái, thân thể như bị đông lại, gần như tan rã, nguyên thần tan rã, cốt cách có dấu hiệu hư thối. Linh cứu thanh đăng lực lượng cực kỳ quỷ dị, khiến cho hắn không thể nào mà ngăn cản được. Linh cứu thanh đăng chính là một kiện vũ bảo âm tà nhất, quỷ dị nhất truyền từ Nam Thiên Môn ra. Lúc trước khi cổ côn luân thánh địa mở ra, quan tài mở ra, một lũ khí tức liền có thể làm tan chảy nguyên thần của đại vua tam thần cảnh, thân thể tan rã. Thậm chí có người hoài nghi trong quan tài là mai táng thân thể của Tây Hoàng, bởi vậy mới có thể dũng mãnh như. Thậm chí còn có người hoài nghi bên trong quan tài là mai táng thân thể của Tây Hoàng, bởi vậy mới có thể dũng mãnh như vậy. Còn có người hoài nghi quan tài này chính là cấm bảo. Tuy nhiên, những truyền thuyết này hẳn là lầm lẫn. Linh cứu thanh đăng tuy rằng lợi hại, nhưng còn xa xa không đạt tới trình độ cấm bảo. Cho dù là bảo vật như Nam Thiên Môn cũng chỉ là tiếp cận cấm bảo mà thôi. Thậm chí Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân Chấn Quốc Chi Bảo của Đại Tần Hoàng Thất cũng không phải là cấm bảo đầy đủ. Thủy Hoàng Đế chết quá sớm cũng không hoàn toàn luyện thành cấm bảo này. Dù vậy, linh cứu thanh đăng uy năng vẫn không phải Diệp Phúc có thể chống cỡ lại được. Hắn chỉ dính một chút khí tức bên trong linh cứu liền cảm thấy nguyên thần thân thể có xu thế tan rã. Hắn vội vàng lùi lại tránh đi khí tức của linh cứu. Vù,
Thanh đăng trên quan tài đột nhiên bùng lên hào quang, khí tức căm trầm bên trong quan tài thổi ra, thổi qua ánh đèn chỉ thấy ngọn lửa tối như mực kích ra bắn thẳng tới Diệp Húc. Loại ngọn lửa này khác với thần hỏa mà Thái Tử Hỉ tự thân tu vi thổi ra. Nguyên bản Thái Tử Hỉ phun ra một ngụm chân nguyên, đăng diễm bắn ra thần hỏa chính là màu hồng, uy năng hùng mạnh. Thế nhưng âm phong trong quan tài thổi ra đăng diễm thuần khiết một màu đen, không có một chút ánh sáng, giống như một hắc động hư không cháy sạch vô thanh vô tức mà sụp xuống. Cho dù là một ngọn lửa màu đen đều có thể dễ dàng mà đốt sạch sẽ thân thể nguyên thần của Diệp Húc. Linh cứu thanh đăng này không hổ là bất diệt chi bảo, từ trong Nam Thiên Môn mà chạy ra, uy năng hùng mạnh tới cực điểm. Lúc này Thái Tử Hỉ như một con nhím, căn bản khiến cho Diệp Húc không có cách nào trả đòn, chỉ có thể né tránh. Thái Tử Sơ lúc này cũng nghiêng người mà vọt tới, ánh mắt chớp động nhìn vào quan tài màu đen này. Hiển nhiên hắn cũng khiếp sợ uy lực của linh cứu thanh đăng. Diệp Húc không tranh phong với Thái Tử Hỉ mà không ngừng vận chuyển nguyên thần, đang rút mộc tinh khí từ cú mang nguyên thần để khiến cho nguyên thần của mình càng ngày càng thêm lớn mạnh. Mộc tinh khí rất nồng đậm, đây là lần đầu tiên thấy được nguyên thần cú mang trong ngũ hành thân thể. Đàm Vọng Sơn làm như thế nào là có được nguyên thần cú mang này đây? Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn có thể cảm giác được mộc tinh chi khí trong nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn giống như một mảnh hải dương hảo hãn, vô cùng vô tận. Nó còn hùng hậu hơn mộc tinh chi khí trong Kiến Mộc Long Trương rất nhiều. Mộc tinh khí dư thừa như vậy khiến cho nguyên thần của hắn nhanh chóng tăng trưởng, uy lực của nguyên thần tiếp tục tăng vọt. Hắn cắn nút nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn gần như bằng với việc cắn nút mấy trăm kiện Kiến Mộc Long Trương, hiệu quả thật là kinh người. Nguyên thần cú mang thật không hổ là ngũ hành thể chất, chất chứa mộc tinh chi khí thật sự là hùng hậu. Hiện giờ cường độ nguyên thần của ta đủ để có thể dễ dàng triệu tập được cao ảnh cấm bảo, hơn nữa hao tổn cũng không nhiều lắm. Diệp Phúc cánh mắt chớp động, hắn thầm nghĩ. Thái Tử Hỉ cười ha hả, bước Diệp Phúc không ngừng lùi về phía sau, hăng hái mà nói. Thái Tử Sơ, người cũng lật ra quân bài tẩy của người đi, miễn cho Diệp Thiếu Bảo khinh thường Bắc Tần Thái Tử kìa. Đây không phải là Diệp Húc muốn xem thực lực chân chính của Thái Tử Sơ, mà là hắn muốn kiến thức một chút xem tiền vốn của Thái Tử Sơ. Hai người bọn họ chính là Nam Bắc Thái Tử, Nam Đường Thái Tử Hỉ, Bắc Tần Thái Tử Sơ. Hai người cùng nổi danh, nếu như Thái Tử Sơ lấy ra không đủ thực lực, hắn không ngại giết cả Thái Tử Sơ. Thái Tử Sơ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một pho tượng đồng nhân từ trong ngọc lâu đi ra. Những đồng nhân mỗi một pho đều cao tới trăm trượng, cực kỳ dũng mãnh, hơi thở như uyên, rõ ràng là tới tầng thứ tam tướng chi bảo rồi. Thái Tử Sơ thân là Thái Tử Đại Tần, quyền cao chức trọng, Đại Tần quốc khố của cải vô cùng, hắn có thể rèn ra được 12 bức tượng đồng nhân tam tướng chi bảo. Việc ngoài dự liệu của Thái Tử Hỉ lại là bên trong tình lý. Đột nhiên, từng nguyên thần cực lớn từ trên người Thái Tử Sơ bay ra đều dung nhập vào đồng nhân. 12 tôn nguyên thần kích hoạt 12 đồng nhân, tản mắt ra uy năng càng thêm dũng mãnh. Đây chính là tiền vốn của hắn, đây là quân bài chưa lật của hắn. 12 tôn đồng nhân này hoàn toàn có thể tạo thành đô thiên thần sát đại trận, diệt sạch hết thảy, uy năng có thể vượt qua ảo ảnh cấm bảo, thậm chí có thể chống lại được bất diệt chi bảo linh cứu thanh năng của Thái Tử Hỉ. Ai thắng ai còn chưa biết được. Nam Bắc hai vị thái tử thực lực đích xác hùng hậu kinh người. Thái Tử Hỉ trong lòng hào hùng, Thái Tử Sơ lấy ra quân bài chưa lật, quả nhiên có được tiền vốn chống lại linh cứu thanh đăng. Thậm chí nếu như Thái Tử Sơ triệu tập ra ảo ảnh đô thiên thập nhị đồng nhân chấn quốc đại tần giáng lâm, cùng dung vào với 12 đồng nhân của chính mình, đô thiên thần sát đại trận uy năng tất sẽ có thể thôi phát với tốc độ cao khó có thể tưởng tượng nổi. Khó trách hắn một đường phá cấm, thậm chí còn tình nguyện hao tổn tu vi triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo, cũng không có vận dụng quân bài chưa lật của mình. Thực lực của hắn không ngờ lại dũng mãnh đến như vậy. Diệp Húc nhìn thấy 12 tôn đồng nhân này trong lòng cũng khiếp sợ dị thường, không thể không bội phục Thái Tử Sơ, so với mình còn muốn hùng hậu hơn. 12 tôn đồng nhân này tiêu hao quá nhiều tài liệu, so với Di La Thiên Địa Tháp của hắn muốn khổng lồ hơn, thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Tạo thành đô thiên thần sát đại trận uy lực mạnh, thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng. Khó trách Thủy Hoàng Đế cảm giác được khí tức của đô thiên thần sát ở trên người Thái Tử Sơ, hóa ra hắn luyện chế đô thiên thập nhị đồng nhân. Nam Bắc khai đại thái tử nội tình hùng hậu, thậm chí còn vượt qua cả chính yêu ma ba đạo thánh địa. Triều đình chính là môn phái đệ nhất đương thời, những lời này đích xác là không sai.
hắn không cùng Thái tử Sơ và Thái tử Hỉ phân tranh, mà cấp tốc đi về phía trước, thẳng tới nơi mà Vinh Lâm bị nhốt. Lấy thực lực trước mắt của hắn còn không thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của hai đại thái tử. Huống chi thực lực của hai đại thái tử còn muốn ở trên Đàm Phượng Sơn và Như Dư Nhân Kiệt. Đánh nhau với bọn họ tuyệt đối là một chuyện cật lực. Theo hắn xâm nhập, khí tức bàn hoàng càng ngày càng mạnh, càng ngày lại càng nặng. Cho dù Diệp Phúc thực lực và tu vi tăng nhiều, thời khắc này có cầm Dương Thiên Thần Vương Diệt Kiếp Ấn cũng không thể chống cự được khí tức của thượng cổ Vu Hoàng. Thân hình lại bị chấn áp, không thể không thu nhỏ lại. Đợi khi hắn tới khoảng cách Vinh Lâm bị nhốt chừng 100 mét, thân hình đã bị ép nhỏ tới mức chỉ còn lại 6-7 tấc. Mỗi bước về phía trước, áp lực đều gia tăng gấp đôi. Thái tử Sơ, Thái tử Hỉ, hai người thân hình cũng kịch liệt thu nhỏ lại, thậm chí ngay cả Linh Cứu Thanh Đăng và Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân cũng bị áp chế. Thái tử Hỉ, quan tài đen bị ép khép lại, đang diễm nhỏ tới mức đáng thương. Mà Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân lúc này bị thu nhỏ lại tới không thể đủ 3 xích. Cường độ thân thể của hai người bọn họ không bằng với Diệp Húc. Tuy rằng ỷ vào tu vi thâm hậu đều tự vận chuyển tâm pháp, thúc dục nguyên thần và vu bảo, nhưng hai người cũng bị ép tới mức không tốt hơn Diệp Húc là mấy. Ba người dáng người nhỏ vô cùng, hơn nữa mỗi bước đi về phía trước, thân thể bị ép tới nhỏ hơn một chút. Đây là do thực lực của bọn họ vô cùng dũng mãnh. Nếu là đổi lại là các đại vu tam thần cảnh, cao thủ như Ngụy Hiên chỉ sợ cũng không đi được bao xa thì nguyên thần đã bị đập vụn, thân thể hóa thành bùn lầy. Linh Cứu khai quan. Thái tử Hỉ rốt cuộc cũng đuổi theo được Diệp Húc, huy khởi quan tài màu đen ném thẳng tới đầu Diệp Húc. Chỉ thấy quan tài màu đen này mở ra, bên trong từng đợt lục mao lông xanh màu lục bay ra khỏi quan tài, đâm thẳng tới Diệp Húc. Những lục mao này giống như lông tóc của một con quái vật, cũng không bị khí tức của bàn hoàng chấn áp, dường như mỗi một cái tóc đều có uy năng không thể tưởng tượng, đâm vào không khí phát ra những tiếng bạo vang pang pang. Nam Thiên Môn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở lục mao cho quan tài công kích. Chỉ thấy vô số lục mao đâm vào phía trên Nam Thiên Môn, ánh lửa văng ra khắp nơi, gần như làm cho tòa cửa chính này mở ra. Thái tử Sơ thao túng 12 đồng nhân nhảy ra, rầm rầm đánh thẳng vào cửa lớn, làm cho Nam Thiên Môn mở ra một khe hở cực kỳ nhỏ bé. Lực đạo của cả hai người bọn họ từ Nam Thiên Môn truyền thẳng tới người Diệp Húc, nó làm cho Diệp Húc ít hầu ngọt ngọt, không kịp nổi mà ói ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt gần như bị hai người đánh gãy. Nếu không có Di La Thiên Địa Tháp của hắn chấn áp thân thể, thực lực tăng lớn, chỉ sợ Thái tử Sơ, Thái tử Hỉ hai người liên kết đánh một kích, làm cho thân thể hắn chấn vỡ. Trong cơ thể của hắn, Di La Thiên Địa Tháp du lên kịch liệt, thân tháp tầng 8 như ngọc lưu ly vậy, xuất hiện từng vết rách nhìn ghê người. Ngoại trừ 3 tầng đầu, 4 tầng trên cũng xuất hiện những vết rách rất nhỏ. Đây là do mấy tầng bảo tháp không có tức những chấn áp gia cố, trình độ chắc chắn là kém xa 3 tầng đầu. Nếu Diệp Húc lại tiếp một đòn nghiêm trọng, Di La Thiên Địa Tháp tầng thứ 8 tất bị hai người chấn vỡ. 4 tầng dưới không chừng cũng bị hao tổn đi rất nhiều uy năng. Thái tử Sơ, Thái tử Hỉ, các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi vậy. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên phía sau 12 nguyên thần bay ra. Bên trong nguyên thai, một gốc cây ngọc thụ phá thai mà ra, cắn nuốt lẫn nhau, tổ hợp thành một gốc cây đại thụ che trời. Tuy rằng bị khí tức của bàn hoàng chấn áp, nhưng gốc đại thụ này vẫn cao tới mấy chục mét. Có thể thấy được nguyên thần của hắn sau khi cắn nuốt nguyên thần cú mang của Đàm Phượng Sơn, nguyên thần ngọc thụ cũng đã dũng mãnh vô cùng rồi. Nam Thiên Môn, mở. Ngọc thụ nguyên thần vô số giữa cây bay múa, đột nhiên nhập vào bên trong Nam Thiên Môn. Ba đạo công đức kim luân dựng thẳng lên sau đầu, hướng Nam Thiên Môn mà chùm tới. Ầm vang một tiếng, tòa cửa lớn bị Thái tử Sơ và Thái tử Hỉ oanh mở một khe hở. Lúc này, Diệp Húc lấy nguyên thần tới khởi Nam Thiên Môn, nhưng thấy khe hở này càng ngày càng lớn, bên trong vô số vô bảo tạo thành biển lớn, lập tức lộ ra một góc kinh người. Nguyên thần của Diệp Húc thôi phát tới cực hạn, Nam Thiên Môn mở ra biên độ càng lúc càng lớn. Một cỗ khí tức khảo hãn chuyển tới, rõ ràng bước ra khí tức của bàn hoàng. Thái tử Hỉ ánh mắt sáng lên, tiến lên tới khởi Linh Cứu Thanh Đăng. Quan tài đen càng lúc càng lớn, quan tài ngang dọc hoàn toàn mở ra, chỉ thấy trong quan tài một mảnh tối đen như mực. Bên trong đột nhiên một bàn tay lục mao xuất hiện, bàn tay này vừa mới xuất hiện lập tức âm phong mãnh liệt hung hăng chụp tới Nam Thiên Môn. Diệp Thiếu Bảo, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, cái gọi là bảo vật phải theo người có đức kìa. Đạo hạnh của ngươi không đủ, tòa kho báu của Tây Hoàng này vẫn là thuộc về ta đi thôi. Thái tử Hỉ cười ha hả, trong mắt tinh quang chợt lóe, dường như đã nhìn thấy Nam Thiên Môn ở trong bàn tay mình rồi vậy. Thái tử Hỉ, ngươi quên quan tài này là từ đâu mà tới rồi hay sao?
Diệp Phúc nuốt xuống một ngụm máu tươi dâng lên trong họng, lạnh lùng mà nói: Nam Thiên Môn, phong ấn chư thiên. Nam Thiên Môn đột nhiên chuyển tới một cỗ lực hấp dẫn mạnh mẽ hướng ra bên ngoài. Linh Kiêu Thanh Đăng cùng bàn tay to kia lập tức bị hút vào trong cánh cửa. Thái Tử Hỉ đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Một khắc trước Linh Kiêu Thanh Đăng còn ở trên tay của hắn, lúc này quan tài màu đen đã biến mất tăm mất tích, bị Nam Thiên Môn cắn nuốt. Thay đổi nhanh như vậy khiến cho hắn khó có thể chịu đựng được. Diệp Phúc thu hồi nguyên thần của mình, chỉ nghe thấy Nam Thiên Môn phát ra tiếng nổ ầm ầm khép kín. Linh Cứu Thanh Đăng biến mất sau cửa, hoàn toàn biến mất. Trong truyền thuyết viễn cổ tiên nhân thành lập Nam Thiên Môn có thể phong ấn chư thiên, đem hết thảy cửu thiên thập địa chấn áp vào bên trong cửa. Tòa Nam Thiên Môn này của Tây Hoàng tuy rằng chỉ là phòng chế phẩm nhưng là không phải nhỏ, dễ dàng cắn nuốt Linh Cứu Thanh Đăng chấn áp vào không gian bên trong mình. Thái Tử Hỉ thậm chí muốn khóc vì đạt được khẩu Linh Cứu Thanh Đăng này, tam thần cảnh thiên sách phủ gần như dốc ra toàn bộ lực lượng. Thiên sách thượng tướng, trường sử, tư mã, trung lang, tế tửu, chủ bộ, hơn 10 vị đại vô tam thần cảnh, thậm chí triệu ra cào ảnh trấn quốc chi bảo Lăng Nghiên Các, lấy Lăng Nghiên Các chấn áp quan tài màu đen này mới hàng phục được nó. Lăng Nghiên Các chính là nơi Thái Tông Hoàng đế tập hợp nhiều trọng thần khai quốc của đại đường, 24 vị tam bất triệt cảnh cường giả luyện chế ra, tuy rằng không phải là cấm bảo đầy đủ nhưng uy lực cũng cực kỳ hùng mạnh. Thái Tử Hỉ sau khi lấy được Linh Cứu Thanh Đăng, ngay cả hắn cũng không đủ tu vi để mà hoàn toàn thôi phát được uy năng của Linh Cứu Thanh Đăng này. Không ngờ hiện giờ ngay cả một thành uy năng cũng không kịp thi triển ra đã bị Diệp Phúc dùng Nam Thiên Môn thu đi, khiến cho hắn lòng đau như cắt, nước mắt rầm rề. Thái Tử Hỉ, đây là vật quy nguyên chủ. Diệp Phúc cười ha ha, hai tay giơ Nam Thiên Môn lên uy phong lẫm lẫm mà nói. Thái Tử Hỉ thấy thế sắc mặt kịch biến, bứt ra mà chạy như bão táp. Thanh âm từ xa xa truyền tới: Diệp thiếu bảo, người chớ có đắc ý, Linh Cứu Thanh Đăng của ta tạm thời gửi ở chỗ ngươi vậy, sau này ta sẽ tự mình tới lấy. Hiện giờ hắn đã mất đi chỗ dựa mạnh nhất, không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tuy rằng hắn vẫn có được thực lực hùng hậu như trước, thậm chí còn có kiện trọng bảo khác hộ thân, nhưng Diệp Phúc và Thái Tử Sơ đều là đối thủ mạnh, ở lại nơi này hắn sẽ phải phanh thây ở trên mặt đất nhanh chóng. Cho dù hắn và Thái Tử Sơ tạm thời kết minh, nhưng hắn đúng là không chút tín nhiệm Thái Tử Sơ. Bọn họ hai người đều là thái tử, một là đại đường, một là đại tần, quan hệ đối lập với nhau. Hơn nữa Thái Tử Sơ là người thâm độc, nếu như có cơ hội, hắn khẳng định sẽ hướng tới mình mà công kích, lập tức cắt bỏ một thái tử đại đường. Bởi vậy, hắn cũng không dám dừng lại một giây nào cả, lập tức chạy xa, rời khỏi nơi thị phi này. Thái Tử Hỉ, đợi cô ra tiến ngươi. Thái Tử Sơ ánh mắt chớp động, cũng bứt ra, chạy theo sát Thái Tử Hỉ. Hắn cũng nhìn ra được, lúc này Thái Tử Hỉ không có Linh Cứu Thanh Đăng, chính là lúc thực lực suy yếu nhất. Hắn không khỏi động sát niệm, tính toán đưa vị đại đường thái tử này mà làm tại đây. Về phần Diệp Phúc, Thái Tử Sơ thấy Diệp Phúc tới khởi Nam Thiên Môn, liền biết chỉ dựa vào một mình thì trong bản Hoàng Lăng rất khó có thể cướp lại được Nam Thiên Môn. Hơn nữa tới nay hắn còn chưa biết Diệp Phúc còn có quân bài nào chưa lật hay không, bởi vậy hắn cũng bỏ qua ý định tranh đoạt Nam Thiên Môn, ngược lại mà đi xử lý Thái Tử Hỉ trước. Bọn họ hai người trước sau đều đi, Diệp Phúc không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc vừa rồi hắn cưỡng ép tới khởi nguyên thần mở ra Nam Thiên Môn, uy năng của nguyên thần đã hao tổn rất nhiều, gần như bị thương tới căn bản của nguyên thần. Lấy thực lực của hắn còn xa xa mới tới trình độ tế khởi bất diệt chi bảo như là Nam Thiên Môn. Cho dù hắn nâng theo lực lượng của Thái Tử Sơ, Thái Tử Hỉ vận dụng nguyên thần cưỡng ép mở ra Nam Thiên Môn, nhưng vẫn làm cho nguyên thần của hắn bị thương rất nặng. Hơn nữa nguyên thần tiêu hao cực nhiều năng lượng. Hai người này căn bản không biết ta suy yếu tới tình trạng này rồi. Nếu không bọn họ nhất định sẽ không rời khỏi nơi này mà xử lý ta trước kìa. Diệp Phúc nghỉ ngơi một chút, tổn thương thân thể dần dần hồi phục. Tổn thương nguyên thần tuy rằng không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Lúc này hắn mới tiếp tục đi về phía trước. Hắn cách vị trí của Vinh Lâm không đủ 10 trượng, nhưng 10 trượng này trong mắt của hắn lại là dài vô cùng, cần hắn đi tới mấy trăm bước mới có thể tới nơi được bên người Vinh Lâm. Thân hình của hắn bị khí tức bàn hoàng ép cho chỉ còn lại 5 tấc cao, mỗi một bước đi đều phải đối mặt với áp lực khủng mạnh vô cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bàn hoàng lâu thuyền cách nơi này dường như cả ngàn dặm xa, có thể nói là xa xa mới tới. Trong thiên hạ ai có thể vượt qua uy áp của bàn hoàng,
tiến tới trước mặt lô thuyền kia, chỉ sợ cũng không có mấy người. Diệp Phúc đúng là không có bất luận ý niệm nào về bảo tàng của bàn hoàng. Hiện tại duy nhất một ý niệm trong đầu hắn chính là tới bên người Vinh Lâm, cứu thoát vị đại sư huynh của Hoàng Tuyển Ma Tông này ra khỏi cấm chế. Hắn nước chừng đi khoảng nửa canh giờ mới tới cách đó không xa, chỗ Vinh Lâm. Lúc này thân hình của hắn đã bị ép tới cao không tới ba tấc, giống như một con kiến vậy. Bàn hoàng mặc dù đã chết, nhưng khí thế vẫn tồn tại. Chỉ có khí thế đã làm cho vũ sĩ hùng mạnh như là Diệp Húc và Vinh Lâm bị ép tới như con kiến. Có thể thấy được vị hoàng đế đứng đầu đại thương hoàng triều này khi còn sống thực lực dũng mãnh khủng bố ra sao. Có thể tưởng tượng phía trên triều đình đại thương văn võ bao quan bị ép tới như thế nào. Bọn họ khi ngẩng đầu nhìn bàn hoàng, khẳng định là như nhìn một pho tượng thần minh, đầu đội trời, chân đạp đất vậy. Đây là một vị hoàng đế mưu lược, kiệt xuất và uy nghiêm bậc nhất của đại thương, dũng mãnh tới tột đỉnh. Vinh huynh trong uy áp dũng mãnh này còn có thể chống đỡ được cấm chế của bàn hoàng lăng với một đạo uy năng bất diệt chi báo trong thời gian dài như vậy. Xem ra tu vi của hắn lại có mức tinh tiến rồi, so với Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ còn hơn rất nhiều. Diệp Phúc rút cuộc cũng đi vào gần cấm chế, ngẩng đầu nhìn lại. Cấm chế với khốn Vinh Lâm là một mảnh ánh sáng nhiều màu. Ánh sáng mờ này bao phủ phạm vi cũng không lớn, nhưng trong mắt của hắn lại giống như một mảnh đại dương mênh mông, rộng lớn vô ngần. Không phải là diện tích cấm chế bao phủ rộng, mà là thân thể của hắn bị thu nhỏ lại, trong mắt hết thảy đều bị phóng đại ra vô hạn. Loại ánh sáng nhiều màu này mờ ảo, tràn ngập uy năng, chất chứa lực lượng cực kỳ quái dị. Diệp Húc cảm giác được ánh sáng mờ có rất nhiều màu sắc, đều ẩn chứa một loại ngũ hành chi khí tinh thuần, khi thì hóa thành kim tinh khí cắt qua chung quanh, khi thì hóa thành lũ lụt ngập trời, đột nhiên lại xuất hiện vô số cự mộc đấu đá chung quanh, sau đó lại biến thành núi lớn với vô số nham thạch chảy tới, trong nháy mắt lại biến hết, chỉ còn lại một mảnh biển lửa mênh mông. Kim tinh khí, rồi mộc tinh khí, hỏa, thổ, thủy tinh khí. Cấm pháp này không ngờ lại bao hàm ngũ hành khí, hình thành một đại thế cấm pháp tuần hoàn. Đây là ngũ hành diệt tuyệt đại cấm. Diệp Húc cẩn thận quan sát cấm chế này, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Từ khi quen biết với Phượng Yên Nhu thế này, Diệp Húc mưa dầm thấm lâu cũng nhận thức được kha khá cấm chế. Trong đó đương nhiên có ngũ hành diệt tuyệt, diệt thần đại cấm này. Ngũ hành diệt thần đại cấm và ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận cũng không giống nhau. Uy lực phải lớn hơn diệt tuyệt thần quang rất nhiều. Ngũ hành khí sinh sôi không ngừng bên trong đại cấm này, tuần hoàn xuất hiện vây khốn Vinh Lâm. Nó không ngừng luyện hóa, sớm hay muộn cũng luyện hóa hết thảy sức sống của hắn, thân tử đạo tiêu. Không chỉ như vậy, một pho tượng đồng đứng cạnh ngũ hành diệt thần đại cấm này, chỉ cần Vinh Lâm khẽ động đậy thân hình, lập tức chấn động lệnh bài trong tay, phát ra một đạo uy năng của bất diệt chi bảo, hung hăng đánh thẳng xuống Vinh Lâm bên trong cấm chế. Vinh Lâm động tác càng kịch liệt, tốc độ công kích của lệnh bài lại càng nhanh. Vinh Lâm lúc này đã tới khởi luân hồi thiên bàn mà mình luyện chế ra, thân hình bất động như núi. Miễn cho xúc động lệnh bài công kích, hắn đau khổ ngăn cản cấm chế luyện hóa. Khi nào không thể chống cự được nữa mới nhúc nhích một chút, đồng thời triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo luân hồi thiên bàn của Hoàng Tuyển Ma Tông, dung nhập vào trong thiên bàn của mình, cứng rắn ngạnh kháng lại công kích của lệnh bài. Cũng bởi vì bị lệnh bài công kích liên tục cho nên hắn mới không rảnh mà phá cấm. Tu vi của hắn tuy rằng tiến bộ không ít, nhưng lúc này cũng bị luyện tới tình trạng kiệt sức. Sớm muộn gì, tu vi cũng hao hết, tăng thân bên trong cấm chế. Diệp lão đệ, không được tiến vào. Vinh Lâm quanh thân là máu tươi đầm đìa, thân thể gần như bị cấm chế và lệnh bài hủy diệt. Hắn nhìn thấy Diệp Húc, lộ ra thần sắc cảm động, cao giọng mà quát. Đây là ngũ hành diệt thần đại cấm, lợi hại vô cùng. Người tiến vào cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Người trở về, nói cho sư tôn ta biết, nếu là đồ nhi bất hiếu, không thể trở về phụng dưỡng lão nhân gia được. Vinh Lâm huynh, làm sao lại nói lời ủ rũ như vậy? Diệp Húc đứng ở bên cạnh cấm chế, mỉm cười mà nói. Nếu ta ngăn trở được lệnh bài công kích, người có mấy thành nắm chắc phá cấm mà ra đây? Vinh Lâm ngẩn ngơ, cao giọng mà nói. Nếu người có thể ngăn trở được công kích của lệnh bài, ta có 7 thành nắm chắc phá cấm. Tuy nhiên... Được, ta ngăn trở thế công của bất diệt chi bảo lệnh bài này. Người phá cấm càng sớm càng tốt. Diệp Phúc quả quyết quát lớn, đột nhiên lấy ra nguyên thần của Đinh Phù Đạo và hai gã đệ tử tinh cung. Hắn đập nát hết thảy nguyên thần của ba người, nguyên thần thiêu đốt, triệu tập ra Đô Thiên thập nhị đồng nhân. Lần này hắn trực tiếp thiêu đốt ba nguyên thần, nhất là nguyên thần của Đinh Phù Đạo đã tu tới hợp thể kỳ, năng lượng chất chứa trong đó phải nói là vô cùng khủng bố. Ầm vang một tiếng, Đô Thiên thập nhị đồng nhân ảo ảnh gần như lập tức bị Diệp Húc triệu tập ra hết thảy. 12 đồng nhân lơ lửng bên trên không trung,
ngũ hành diệt tuyệt đại cấm tản mát ra một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa, làm cho hư không bị quấy thành một màu. Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát. Vinh Lâm ngẩn ngơ, lộ ra vẻ khó tin. Vinh Lâm huynh, còn không phá cấm đi. Diệp Húc trầm giọng nói. Vinh Lâm lập tức tỉnh ngộ, vội vàng dựng thẳng thân mình, đột nhiên triệu tập ra ảo ảnh luân hồi thiên bàn, dung nhập vào luân hồi thiên bàn mình luyện chế, hung hăng oanh kích thẳng tới ngũ hành diệt thần đại cấm. Thân hình quán vừa động, khí tức lập tức đánh động tượng đồng, lệnh bài huy động một đạo uy năng bất diệt chi bảo, hung hăng mạo oanh kích xuống. Lệnh bài công kích vào Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát lập tức bị 12 đồng nhân bày ra Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận xóa nhòa, biến mất không còn. Vinh Lâm hoàn toàn yên tâm, thi triển ra thủ đoạn toàn thân, dứt cuộc phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt diệt thần đại cấm, thoát vây mà ra. Lão đệ, còn một người bị nhốt trong này, chúng ta nhất định phải cứu hắn. Vinh Lâm vừa mới thoát vây, gần như té ngã xuống mặt đất. Mấy ngày nay hắn bị nhốt bên trong ngũ hành diệt thần đại cấm, sức sống gần như bị xóa nhòa, nhưng hắn không kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng trầm giọng mà nói. Sao, còn có một người ư? Diệp Húc nghi hoặc nói. Hắn ở nơi này. Diệp Húc nhìn theo tay của Vinh Lâm chỉ thấy cách bọn họ hơn 10 dặm, còn có một cấm chế bị kích hoạt, ước chừng có hơn 10 tòa tượng đồng đang không ngừng huy động lệnh bài oanh kích vào bên trong cấm chế. Đạo cấm chế kia rõ ràng còn lợi hại hơn cả ngũ hành diệt thần đại cấm. Địa phương kia bị quấy thành một mảnh hỗn độn, tối tăm đến không chịu nổi. Vinh Lâm huynh, chúng ta căn bản không thể tới đó được, sẽ bị khí tử của bản hoàng đè chết kìa. Diệp Húc lắc đầu nói. Tiểu tử, chỉ cần ngươi cứu được bản đại tôn ta ban cho ngươi của cái và vinh hoa vô cùng. Trong đạo cấm chế kia đột nhiên chuyển tới thanh âm âm trầm. Vị cường giả không biết tên này bị nhốt ở trong cấm chế, sâu trong khung trung tâm của bàn hoàng cổ mộ, thanh âm có sức xuyên thấu cấm chế, vẫn rõ ràng rơi vào trong tai của Diệp Húc và Vinh Lâm. Đủ để thấy tu vi của hắn đã tu luyện tới hoàn cảnh vô cùng thâm hậu, hơn phân nửa là cao nhân tiền bối của thánh địa nào đấy. Lúc thăm dò bàn hoàng, Hoàng Lăng bị nhốt ở nơi đây. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn vị trí người này bị nhốt, lập tức lắc đầu. Tuy rằng khoảng cách nơi đây, nơi cường giả bị nhốt cách bọn họ chỉ có hơn 10 dặm đường, nhưng bởi vì thân thể bọn họ bị khí tức của bàn hoàng ép xuống, chỉ cao không tới 3 tấc, 10 dặm này liền biến thành 200-300 dặm. Hơn nữa, mỗi khi bọn họ bước một bước, áp lực sẽ tăng lên gấp bội, huống chi là 200-300 dặm đây. Không cứu vị tiền bối này sao? Vinh Lâm có chút chần chừ, nhỏ giọng mà nói. Từ khi ta bị vây khốn bên trong bàn hoàng mộ, nếu không có vị tiền bối này chỉ điểm, chỉ sợ đã sớm bị cấm chế xóa nhòa. Vị tiền bối này có ân với ta. Diệp Húc cười nói. Vinh Lâm huynh, chúng ta không thể nắm chắc còn sống mà đi tới bên cạnh cấm chế kia. Nếu như vị tiền bối này bị nhốt ở nơi này không biết bao nhiêu lâu rồi, vậy mà hắn còn có thể chống đỡ được xuống, đợi chúng ta tu vi cao, thực lực mạnh hơn, sẽ lại tới kêu hắn cũng không muốn. Thanh âm kia nghe thấy lời nói của hắn, không khỏi nóng nảy, giận dữ mà hét. Tiểu tử, người có thể cứu hắn, tự nhiên cũng có thể cứu ta. Mình tôn ta cái khác không có, chỉ có của cải rất nhiều. Ta còn có thể ban cho ngươi lợi ích vô cùng vô tận kìa. Sao, còn có lợi ích gì? Diệp Húc lập tức tỉnh táo lại. Linh mạch cơ, linh đan, công pháp hay là vô bảo đây? Thanh âm kia trầm mặc một chút, lên tiếng mà nói. Ta bị nhốt ở trong này gần 300 năm. Linh mạch trên người đã tiêu hao sạch sẽ rồi, linh đan cũng không còn. Về phần công pháp, ngươi và ta không phải đồng tộc, ngươi không thể tu luyện. Hơn nữa công pháp của ta chính là tâm pháp hoàng tộc, sao có thể truyền thụ ra ngoài được. Vu bảo thì sao? Ta nguyên có mấy món bất diệt chi bảo, một kiện ma hoàng tôn bảo, một kiện minh tôn tế đàn, còn có một kiện thiên khuyết chiến kích. Tuy nhiên ba kiện bất diệt chi bảo của lão tử 200 năm trước đã bị một tên khốn kiếp lừa lấy đi hết rồi. Diệp Húc và Vinh Lâm trong lòng vô cùng hoảng sợ. Chủ nhân thanh âm này bị nhốt ở bên trong cấm chế, thấp nhất đã hơn 200 năm. Bị cấm chế và nhiều bất diệt chi bảo tấn công lâu như vậy mà không bị luyện hóa được người này. Hắn vẫn còn sống mạnh khỏe như vậy. Tu vi thật sự là thâm hậu tới đáng sợ. Càng tiếp cận bàn hoàng lâu thuyền, uy lực cấm chế càng hùng mạnh. Vinh Lâm chẳng qua bị nhốt ở mảnh đất này có mấy ngày, thế mà gần như bị xóa nhòa đi tất cả sự sống. Người này bị nhốt bên trong trung tâm cấm chế mấy trăm năm còn có thể sống tới bây giờ. Có thể thấy được tu vi, thực lực của hắn đã tới mức bọn họ khó có thể nhìn thấy bóng lưng được rồi. Nói như vậy, tiền bối ngươi hai bàn tay trắng sao? Một khi đã như vậy, chúng ta cáo từ. Diệp Húc có chút thất vọng, quay đầu nói. Vinh Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Thanh âm kia cũng quyết nói.
Khoan, tuy rằng Minh Tôn ta hay bàn tay trắng, nhưng ta còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho ngươi. Ta là Long Độ Phạm Biến, Diêm La Thần Điện, Đại Minh Tôn trong thập đại thần điện thánh địa, hằng cổ ma vực kia. Chỉ cần ngươi cứu thoát ta ra, ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử. Tương lai sau khi ta chết đi, ngươi sẽ là Đại Minh Tôn mới của Long Độ Phạm Biến, Diêm La Thần Điện. Hắn ta dẫn dụ từng bước một, cười nói: Ngươi trở thành Đại Minh Tôn của Long Độ Phạm Biến, Diêm La Thần Điện, dưới một người mà trên vạn người. Địa ngục Long Độ Phạm Biến, tất cả của cải do ngươi tiêu xài hết, tất cả thiên ma của ma đều phải nghe lời của ngươi. Ma tộc ta có hàng tỷ mỹ nữ tuyệt sắc, của cải vô cùng vô tận, hết thảy đều sẽ do ngươi hưởng dụng. Điều kiện này như thế nào? Diệp Húc lắc đầu nói: Làm con nuôi của người khác sao? Ta không có hứng thú. Vinh Lâm sắc mặt kịch biến, thất thanh mà nói: Hóa ra ngươi là Đại Minh Tôn Vương của Diêm La Ma Điện, khó trách tu vi lại thâm hậu như vậy, bị nhốt đến mấy trăm năm mà không có chết. Ta có đi qua hàng cổ ma vực vài lần, nghe nói Long Độ Phạm Biến, Diêm La Ma Điện có 4 Đại Minh Tôn, một vị điện chủ. Hơn 300 năm trước, một vị Minh Tôn đứng đầu trong 4 Minh Tôn là Già La Đại Minh Tôn Vương liền biến mất, không ai tìm thấy hắn ta. Tiền bối chính là Già La Minh Tôn hay sao? Hắn quay đầu lại nói với Diệp Húc: Long Độ Phạm Biến, Diêm La Ma chính là thánh địa ma tộc. Hằng cổ ma vực có 10 tầng, được xưng là thập địa. Mỗi một tầng địa ngục đều có một thánh địa, được xưng là Diêm La Thập Điện, thập đại thánh địa. Diệp lão đệ à, người không có đi qua hằng cổ ma vực, việc này hẳn cũng không quá rõ lắm đâu. Thanh âm kia cười ha hả, đắc ý giặt ra mà nói: Không nghĩ tới còn có người nhớ rõ tên của Minh Tôn ta. Không sai, ta chính là Già La Ma Tôn. Ta cũng không phải mất tích, mà là cùng Ma Hoàng đồng thời thám hiểm ân khư này. Sao, Ma Hoàng cũng tới nơi này sao? Diệp Húc không khỏi biến đổi sắc mặt, không vội vã rời khỏi, hiếu kỳ mà nói: Nghe nói Ma Hoàng đã là vua hoàng rồi, có hắn ở đây, Già La Minh Tôn làm sao lại bị vây ở chỗ này vậy? Vua hoàng thực lực dũng mãnh như thế nào, chỉ sợ có thể xuyên qua cấm chế thật mạnh, tốc hành tới sâu bên trong hoàng lăng, thậm chí có thể đi tới bàn hoàng lâu thuyền tìm tòi tới cùng. Chỉ còn lại vua hoàng thôi sao? Ma Hoàng còn là danh hiệu đi. Theo ta được biết, nhân tộc các ngươi còn có một vị cường giả, lúc này phân nửa đã trở thành vua hoàng rồi. Già La Minh Tôn cười ha hả, lên tiếng nói: Ma Hoàng mời ta tới đây, khi đó hắn còn chưa phải là vua hoàng, tu vi bằng ta. Cái tên khốn kiếp kia muốn lừa ta tới chỗ này, đột nhiên hạ sát thủ đánh ta bị thương. Nếu không có ta đúng lúc trốn vào trong cấm chế này, lúc đó sẽ bị hắn giết chết rồi. Tên khốn kiếp này biết Diêm La Thần Điện của ta có thực lực mạnh nhất trong thập điện, mà ta là tồn tại thân cận điện chủ, chỉ cần hắn xử lý ta, tương đương với việc chém rơi một cánh tay của điện chủ. Sau đó, Diêm La Thần Điện của hắn có thể kiêu ngạo rồi. Vinh Lâm sắc mặt ân tình bất định, nhỏ giọng mà nói: Diệp lão đệ, người này là hoàng tộc ma tộc, không đồng loại với nhân loại vũ sĩ đâu. Ma tộc trời sinh tính tình giả dối, tàn nhẫn hiếu sát, nếu như cầu cứu hắn, phần nữa sẽ bị hắn cắn trả. Tuy nhiên hắn đối với ta có ân, ta không thể không cứu hắn một lần. Diệp lão đệ, người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn có ân báo ân, có oán báo oán, Già La Minh Tôn từng chỉ điểm cho hắn, cứu mạng hắn. Tuy rằng Vinh Lâm biết rõ người này là ma tộc Đại Minh Tôn, nhưng đã hạ quyết tâm cứu hắn một lần để báo ân. Vinh Lâm huynh, chỉ dựa vào một mình ngươi còn không thể đi tới trước được đạo cấm chế kia đâu, nhưng nếu thêm ta nữa, chúng ta có thể nắm được 7-8 phần. Diệp Húc trầm giọng nói: Thân thể của ta mạnh mẽ, nguyên thần chi bảo cũng không thể đả thương tới ta. Bảo tháp của ta do ta luyện chế, trấn trụ quanh thân, tay cầm bảo ấn có thể cứng rắn kháng lại tam tướng chi bảo bình thường. Vinh Lâm huynh à, tu vi của ngươi hơn xa của ta, không bằng tiến vào bên trong tử phủ của ta, thúc giục luân hồi thiên bàn bảo vệ quanh thân, hẳn là có thể tiếp cận được đạo cấm chế kia rồi. Diệp Húc mở ra mi tâm, lộ ra không gian tử phủ. Vinh Lâm quả thực cũng không đủ thực lực đi tới chỗ đấy. Lúc này hắn cũng không từ chối, thân hình nhanh chóng nhỏ lại, lắc mình bay vào mi tâm Diệp Húc. Chưa ở bên trong tử phủ, đột nhiên tế khởi luân hồi thiên bàn lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Húc, tản mát ra từng đạo uy năng mênh mông bảo vệ quanh thân của Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bên ngoài chợt nhỏ đi, trong cơ thể phát ra những tiếng lách cách, thân hình lập tức kéo lên. Hắn mượn uy năng luân hồi thiên bàn chống cự lại khí tức của bàn hoàng, rốt cuộc đã khôi phục hình thể. Già La Minh Tôn, ta cứu ngươi cũng không phải là không thể. Diệp Húc không vội vàng đi tới phương hướng Già La Minh Tôn bị nhốt, trầm giọng mà nói: Tuy nhiên ta được lợi gì? Già La Minh Tôn hừ lạnh mà nói: Tiểu tử, ngươi cũng giọng điệu giống như tên tiểu tử 200 năm trước đã lừa đi ba kiện bất diệt chi bảo của ta, quả thực cùng một đức hạnh, cũng không phải là thứ tốt đẹp gì cả. Hắn trầm ngâm một lát, thật sự không lấy ra được thứ gì, cả giận mà nói: Đại tôn ta trên người không còn vật gì, người muốn cái gì?
cùng lắm thì lão tử đi đoạt cho ngươi. Ta muốn tức những cửa chính bàn hoàng lăng, sau khi ta cứu ngươi chi bằng ngươi thu cửa chính kia giao cho ta. Diệp Húc cười nói, hắn đúng là cực kỳ động tâm với cửa chính bàn hoàng lăng kia. Tuy nhiên tức những cửa lớn này đã cắm rễ ở bên trong long mạch, ngưng thành một thể với núi lớn. Lúc trước hắn ở hải ngoại tiên các mua một khối tức nhưỡng chỉ to bằng nắm tay, thế nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người, cần đại vô tam thần cảnh vận dụng nguyên thần mới có thể miễn cưỡng khiêng lên được. Mà khối tức nhưỡng cửa lớn này so với khối tức nhưỡng trước lớn hơn vô số lần, dài tới 6-7 dặm. Đừng nói là hắn, cho dù là hơn vạn đại vô tam thần cảnh cùng tiến lên cũng không thể khiêng tòa cửa lớn này lên được. Hơn nữa tòa cửa chính này như có linh tính, căn bản không thể cắt. Viên Thiên Công tế khởi kim tinh khí xuyên thấu qua cửa lớn cũng không phải là cắt tức nhưỡng ra, mà là bước mở ra, cho nên Diệp Húc cũng không thể cắt được mấy khối tức nhưỡng này mà mang đi. Lấy thực lực của hắn lại không thể thu được tòa cửa lớn tức nhưỡng này, bởi vậy mới động ý nghĩ kia. Tòa tức nhưỡng cửa lớn kia sao? Được, ta đáp ứng với ngươi. Già La Minh Tôn thống khoái mà nói. À mà Minh Tôn, ai đã lừa đi Minh Vương tôn bảo của ngươi vậy? Diệp Húc có Vinh Lâm dùng luân hồi thiên bản ngăn trở khí tức của bản hoàng, thoải mái cười nói. Già La Minh Tôn giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta không biết hắn gọi là gì, chỉ biết tiểu tử kia một thân áo trắng từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử này đã nói cho ta biết ma hoàng đã trở thành vua hoàng, biến thành cấm kỵ, không thể nhắc lại. Ta lúc ấy gọi hắn cầu hắn cứu ta, sau đó hắn liền vơ vét tài sản của ta. Ma Vương Tôn Bảo, Minh Tôn Tế Đàn và Thiên Khuyết Chiến Kích, ta làm sao cho hắn hết được toàn bộ, chỉ cho hắn một kiện Ma Vương Tôn Bảo. Đồng ý thì sau khi thoát thân ta sẽ cho hắn hai kiện khác. Hắn lấy được bảo bối này liền nói nếu ta không đưa cho hắn kiện nữa hắn sẽ không cứu ta, thậm chí ngay cả Ma Vương Tôn Bảo cũng không đưa ta. Vì thế ta lại đưa cho hắn một kiện. Già La Minh Tôn không tiếp tục nói, nhưng Diệp Húc có thể tưởng tượng ra được người nọ lừa đi tất cả gia sản của ma tộc Đại Minh Tôn này, sau đó phủ mông bỏ chạy. Ai lại làm vậy? Cũng quá không phúc hậu rồi. Diệp Húc lắc lắc đầu nói. Ta từng ở trong thư phòng của sư phụ, thấy qua một tòa tế đàn, một cây chiến kích, hai kiện vu báo. Cái kia không phải giống như thủ pháp luyện khí của ma đạo ta, mà là thủ đoạn luyện khí riêng của ma tộc vậy. Vinh Lâm đứng ở mi tâm của hắn, nói nhỏ, e sợ cho Già La Minh Tôn nghe thấy. Hắn thầm nói. Diệp lão đệ, ngươi cảm thấy có phải là sư tôn ta đã lừa Minh Tôn ba kiện bất diệt chi bảo hay không? Sao có khả năng? Diệp Húc bị khí tức giống như thiên nhân của Ứng Tông Đạo thuyết phục rất sâu, thất thanh cửa nói. Vinh Lâm huynh à, Ứng sư huynh là sư phụ của huynh, Ứng sư huynh làm sao lại cần những vật này chứ? Chỉ sợ bất diệt chi bảo có rơi ở trên mặt đất hắn cũng không muốn nhặt đâu. Vinh Lâm không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Đó là hiện tại, trước đây tầm mắt sư tôn ta cũng không cao như vậy, làm việc cũng không phúc hậu như bây giờ, nếu không cũng sẽ không bị người ta đuổi giết hơn trăm năm. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng đi ra được 6-7 dặm. Mặc dù có Vinh Lâm giúp đỡ, thế nhưng thân hình của hắn cũng bị thu nhỏ lại như con kiến bước đi gian nan. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi đưa chân phải về phía trước tìm hiểu, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc thật nhỏ truyền tới từ cổ chân. Xương cổ chân bị khí tức bàn hoàng ép tới mức xuất hiện từng đạo vết nứt như đổ sứ vậy. Diệp Húc vội vàng thu hồi chân phải, không dám tiến lên. Nếu hắn bước ra một bước này, chắc chắn xương cốt toàn thân sẽ bị vỡ vụn ra. Diệp Húc thở dài, đây đã là cực hạn của hắn. Tiếp tục bước về phía trước nữa mà nói, hắn khẳng định sẽ bị khí tức của bàn hoàng ép cho tan xương nát thịt mà thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 92 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.